Thưa nhà, xin kính chào tất cả quý khán giả của đài IBC đang đến với chương trình khoa học kỹ thuật do Tuệ Anh và Thưa Nhà phụ trách hàng tuần của đài. Thưa Nhà xin chào chị Tuệ Anh. Chào Thưa Nhà, dạ. Một lần nữa Tuệ Anh xin hẹn kính chào quý khán giả của đài IBC. Thưa quý vị, và trong tuần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số những bản tin liên quan tới lĩnh vực khoa học và kỹ thuật khắp nơi trên thế giới như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với tên là hỏa tiễn chạy bằng nhiên liệu nến đã được phóng lên tại Australia. Một công ty vũ trụ của Đức cho biết hỏa tiễn sử dụng bằng nhiên liệu gọi là paraffin hay còn gọi là sáp nến được phóng từ căn cứ của Australia vào những ngày đầu tháng 5. Công ty khởi nghiệp công nghệ vũ trụ là High Impulse của Đức đã nói trong một tuyên bố, họ phóng thành công hỏa tiễn một tầng dài 12 mét nặng 2 tấn rưỡi có tên là SR-75, mang theo các vệ tinh nhỏ nặng 250 kg, tức là khoảng tầm 550 pounds, lên độ cao 250 km. Công ty cho biết nhiên liệu làm từ paraffin rẻ hơn so với nhiên liệu lỏng hay là nhiên liệu rắn tiêu chuẩn, an toàn hơn khi sử dụng. High Impulse đã nói thêm sự kiện này đánh dấu lần phóng đầu tiên phương tiện có khả năng thương mại của một công ty Đức và cho biết hỏa tiễn được thu hồi để kiểm tra phân tích dữ liệu. Đó, tức là thay vì bằng xăng, bằng diesel, bằng nhiên liệu rắn hay nhiên liệu lỏng này kia đó thì họ lại xài qua cái sắp nến. Đánh cày á. Thì quý vị thấy là cũng là một cái phát minh, một cái sáng chế rất là hay. Nhưng mà thí dụ như là chị Tuệ cũng đang suy nghĩ, cũng hay họ suy nghĩ sao mà tại vì cái sáp nến á, mà khi mà cái lửa lớn như vậy á, thực ra là nó cháy rất là nhanh. Dạ, nó nhanh thì nó melt ra, nó melt rất là nhanh. Dạ, nó làm thành một cái nhiên liệu chẳng hạn. Họ lấy cái chất mà giống tương tự sáp nến thôi, chứ không phải là nguyên cục sáp bỏ vô nó phóng đâu. Rồi nó melt cái rồi sao nó chưa có đủ sức cái đó là đương nhiên. Nhưng mà nó phải có thêm nhiều cái nhiên liệu khác nữa. Mà giống như cái chính đó là cái paraffin. Thì họ chế ra để mà họ làm. Nhưng mà không có nghĩa là cái sáp mà bỏ vô đâu thưa quý vị. Nói là sáp nến này thôi, nhưng mà họ chiết xuất cái chất cái đó ra rồi họ làm để mà thử nghiệm. Hay quá. Thì cũng là một trong những phát minh sáng chế rất là hay mà chúng ta có thể thấy là tương lai nếu mà thành công thì có thể sử dụng để tiết kiệm được những cái năng lượng gây ô nhiễm môi trường. Đúng. Nhiên liệu rắn, nhiên liệu lỏng vân vân. Và không bị gây hại nữa, tại vì thường thường là cái sáp nến thì mình cũng hay mình cũng tiếp xúc gần cũng ok. Vâng, thưa quý vị, chúng ta tới với những nhà khoa học đã phát giác ra một loài khủng long ăn cỏ mới từng sinh sống tại Argentina hơn 90 triệu năm về trước. Những nhà cổ sinh vật học tại Argentina công bố phát giác ra một loài khủng long ăn cỏ cỡ trung bình, chạy nhanh và sống cách đây khoảng 90 triệu năm tại Patagonia ngày nay. Con vật này được đặt tên là Trachisaurus necro, được tìm thấy tại khu bảo tồn thiên nhiên Pueblo Blanco, miền nam Rio Negro, cách El Chocón 25 cây số về phía nam, một khu vực giàu hóa thạch nơi đã từng tìm thấy các loài động vật có vú, rùa, cá và những loài khủng long khác nhau. Trachisaurus lớn nhất được ước tính dài 2.5-3m và cao 70cm. Những nhà nghiên cứu về loài khủng long Trachisaurus mang những dữ liệu mới cho thấy nó là loài chạy nhanh và có đuôi cong xuống. Tên của nó bắt nguồn từ Chaki, là một từ trong tiếng nói Aniken của người Tehelche nguyên thủy, có nghĩa là Guanua cũ. Vì ngoài những khác biệt, cả hai loài động vật đều là động vật ăn cỏ cỡ trung bình, chạy nhanh và có thể là con mồi cho kẻ đứng đầu, là loài động vật ăn thịt trong khu vực của chúng. Necro có nghĩa là nhanh nhẹn, và đây cũng là trong tiếng nói Madungung của người bản địa Mapuche. Cuộc thám hiểm thực hiện phát hiện này được thực hiện vào năm 2018. Nhưng nhà cổ sinh vật học đã làm cho loài khủng long được biết đến thông qua việc xuất bản một bài báo trên tạp chí Nghiên cứu Kỹ phấn trắng. Quý vị thấy một lần mà người ta đi khảo cổ á, thì rất là công phu luôn, đúng không? Bây giờ em nói thiệt chứ em nhìn á, mà thả em ra cái chỗ này em cũng tưởng đất đá lẫn lộn với nhau á. Chứ người ta là chị thấy không, người ta phân biệt được là cái này là đất, cái này là đá, còn cái này là xương. Cho nên người ta mới chùi này kia bằng cái cọ, rồi thấm nước, rồi từ từ. Có một số cái họ không có dám thấm nước tại vì họ sợ bị mục rửa hoặc là bị hư nữa. Cho nên phải công nhận là những người này là rất là tỉ mỉ, rất là công phu cầu kỳ luôn á. Chỗ nha ơi, người ta
đã born giống như là đã sinh ra là làm cái nghề này yêu thích và lắm cái này đó. Nha đam chứ mê lắm chứ đó. Bây giờ làm đó, tơ lơ mơ như mình chứ đôi khi á trong tay mình thí dụ có một cái chén gốm đi mà quý mình đâu có biết đâu, cũng là ăn thôi chứ mình có biết có cái gì đâu, đúng không? Rồi xong rồi lấy cũng để đây để đó rồi, nhưng mà cái mà khi người ta biết cái giá trị thì nó rất là quý. Hoặc là ngược lại mấy anh chàng này thấy chưa, thật sự nha, bây giờ hai chị em mình đi hai kinh thử đi, gặp mấy cái này được cũng cầm đá đá rồi cũng rồi cũng cầm vứt tới vứt lui chứ có biết đâu, thậm chí nhiều khi nhìn lướt qua cũng không thèm cầm nữa. Thấy nó cũng ghê ghê rồi gì đó hay biết đâu, nó attract mình là cái đẹp. Công nhận nó ghê quá ha. Còn cái này nguyên một cục như vậy ai biết đâu nó đâu, không tưởng là mấy cục đá không hết chứ. Vậy mà người ta làm quý vị thấy không, rất là công phu, rất là kỹ lưỡng luôn. Bao nhiêu công sức nữa để nghiên cứu ra, rồi giờ cái thành tựu thí dụ giờ nghiên cứu ra là nói ô đây là cái đó là cái gì, rồi bây giờ họ không cần biết cái kết quả là cái gì, và cái intention của người ta là chưa chắc là ồ tôi sẽ tìm một cái công ty nào đó bán để lấy được tiền hay gì, họ chưa nghĩ tới. Nhưng mà đây là đúng là nghe nói là cái đam mê đó, cái kiểu như là cái ok tôi phải đi về để nghiên cứu và tìm ra được cái này cái kia để đưa tới cho khoa học biết là như vậy, đưa ra ngoài cho biết là hiện nay vẫn còn tồn tại đó, ở đó mấy trăm ngàn năm cái gì đó. Thì thật sự cái đó phải yêu và đam mê sống chết. Và kính thưa quý vị, đó cũng là một điều rất là tuyệt vời của khoa học kỹ thuật, đã giúp cho chúng ta không chỉ tiến về tương lai với những phát minh mới mà còn quay về quá khứ để tìm hiểu về những nguồn gốc của rất nhiều loài động vật, sinh vật học khác nhau đã tồn tại từ hàng triệu triệu năm về trước. Và sau đây chúng tôi xin mời quý khán giả cùng đến với phần bảo trợ thương mại, sau đó chúng ta sẽ quay trở lại với phần 2.